Xin chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về TCP và UDP. Đây là hai giao thức cốt lõi và là chủ đề quan trọng của tầng Transport tầng thứ tư trong mô hình OSI. Vậy chúng có gì đặc biệt và ứng dụng như thế nào? Hãy cùng bắt đầu tìm hiểu nhé! Cần phải biết rằng, quá trình truyền thông giữa hai hoặc nhiều máy tính được coi là tốt cơ bản dựa vào hai yếu tố là độ tin cậy và độ trễ. Độ tin cậy là những trạng thái mà bản tin khi được gửi và nhận luôn có chất lượng tốt, không bị sai sót hoặc mất tính bảo mật. Còn độ trễ là thời gian bản tin đến được đích. TCP và UDP sẽ ảnh hưởng đến hai yếu tố này thông qua hoạt động của chúng. Hãy bắt đầu với giao thức TCP. TCP là giao thức truyền tải hướng kết nối, tức là phải thiết lập kết nối với thiết bị đích trước khi truyền dữ liệu. Tiến trình thiết lập kết nối ở TCP được gọi là tiến trình bắt tay ba bước. Được mô tả như sau, đầu tiên A sẽ gửi cho B một bản tin có cờ SYN để thông báo muốn kết nối. Lúc này B nhận được bản tin sẽ gửi lại bản tin đó kèm theo cờ ACK để báo rằng đã nhận được yêu cầu kết nối và muốn A gửi tiếp bản tin. Cuối cùng A sẽ gửi một bản tin với số thứ tự cộng thêm 1 đến B để đáp ứng yêu cầu của B. Sau khi hoàn tất 3 bước này, quá trình truyền thông sẽ được diễn ra. Trong trường hợp vì lý do nào đó, B không nhận được bản tin từ A, thì A sẽ tiếp tục gửi lại bản tin đó trong một khoảng thời gian, cho đến khi A nhận được phản hồi từ B, hết khoảng thời gian đó thì bản tin sẽ bị hủy bỏ. Giao thức TCP cung cấp cơ chế đánh số thứ tự gói tin cho các đơn vị dữ liệu được truyền, sử dụng để ráp các gói tin lại chính xác ở điểm nhận và loại bỏ gói tin trùng lặp. Ví dụ, khi chúng ta muốn tải một bộ phim có dung lượng 1GB, hãy tưởng tượng nguồn dữ liệu sẽ đi qua một đường ống, băng thông chính là độ rộng của đường ống đó. Với băng thông là 50 megabit trên giây, 1GB sẽ là quá lớn. Vì vậy nó phải được chia nhỏ thành nhiều phần để tải xuống. Và điều quan trọng là sau khi tải các mảnh tin chia nhỏ xuống, TCP sẽ làm công việc ghép lại theo đúng thứ tự, làm cho dữ liệu là bộ phim sẽ được lưu đúng như ban đầu. Nếu không có TCP, dữ liệu truyền đi có thể bị lỗi. Điều đó cho thấy độ tin cậy của TCP, nhưng vì phải làm nhiệm vụ như vậy nên nó cũng gây ra một độ trễ nhất định. Ngoài ra TCP còn có một số những đặc điểm như hỗ trợ điều khiển luồng để tránh hiện tượng tắc nghẽn, hỗ trợ nhiều giao thức định tuyến, hoạt động độc lập với hệ điều hành. Dưới đây là cấu trúc gói tin của TCP với kích thước header là 20 byte. Video này mình chỉ giới thiệu tổng quan về TCP và UDP. Nếu các bạn muốn phân tích kỹ về các trường trong cấu trúc này thì có thể tìm kiếm trên Google nhé. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng đến với giao thức UDP. Ngược lại với TCP, UDP là giao thức truyền tải hướng không kết nối. Nghĩa là sẽ không cần phải thiết lập kết nối, dữ liệu sẽ ngay lập tức được truyền đi theo dạng best effort mà không cần phải thiết lập theo dạng bắt tay ba bước như TCP. Do đó mà độ trễ sẽ ít hơn đáng kể. UDP không có cơ chế phục hồi dữ liệu, không thực hiện đánh số thứ tự cho các đơn vị dữ liệu được truyền khiến cho bản tin dễ bị lỗi. Từ đó ta thấy được độ tin cậy của UDP sẽ ít hơn so với TCP. Ta có thể thấy, do có ít chức năng hơn TCP nên cấu trúc gói tin của UDP sẽ đơn giản hơn rất nhiều, kích thước header chỉ là 8 byte. Tổng hợp lại, ta có thể so sánh TCP và UDP như sau: TCP hướng kết nối tốn nhiều tài nguyên do thực hiện nhiều chức năng, độ tin cậy cao, độ trễ cao, hỗ trợ full duplex, song công hoàn toàn. Trong khi UDP hướng không kết nối tốn ít tài nguyên, độ tin cậy thấp, độ trễ thấp, không hỗ trợ song công hoàn toàn. Cả hai giao thức đều có những ưu và nhược điểm riêng, vậy chúng sẽ được ứng dụng như thế nào? Đầu tiên là TCP, giao thức này sẽ phù hợp cho các ứng dụng có yêu cầu về tính tin cậy cao, ít xảy ra lỗi. Ví dụ như tải và truyền file qua Internet, trình duyệt web, gửi và nhận email. Còn đối với giao thức UDP sẽ phù hợp cho các ứng dụng có độ nhạy cảm về thời gian, độ trễ gần như phải bằng không. Ví dụ như các bạn đang xem video này của mình trên YouTube, gọi video call hay chơi các tựa game online. Trên đây là tất cả những nội dung cơ bản về giao thức TCP và UDP. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like, share và một subscribe nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.